Chào mừng các bạn, Hà Thương rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng các bạn để cùng nhau đón xem bản tin giải trí trên kênh KNews 24 giờ, kênh cập nhật những tin tức nóng nhất và chính xác nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Sau đây sẽ là những thông tin vừa được tổng hợp có trong bản tin ngày hôm nay. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: Jennie khoe bộ ảnh nguy hiểm ở Paris khiến fan suýt xoa; MLD bị tòa án yêu cầu bồi thường cho Daisy, cựu thành viên của Momoland; ca sĩ người Mỹ gây phẫn nộ vì dùng hình ảnh đám tang của Jung Hyun Shinee để quảng bá sản phẩm của mình; thành viên NCT 127 và ITZY ngã đau đớn trên sân khấu, fan vừa xót xa vừa tức giận trước sự vô trách nhiệm của staff. Và sau đây là nội dung chi tiết. Jennie khoe bộ ảnh nguy hiểm ở Paris. Jennie vốn nổi tiếng với phong cách sexy, nhiều lần khiến dân tình xịt máu mũi khi diện đồ hở bạo khoe thân hình gợi cảm. Mới đây nhất, loạt ảnh khoe sắc vóc ở Paris của nữ idol thành chủ đề bàn tán của netizen, thu về hơn 6 triệu lượt thả tim. Gây chú ý nhất trong loạt hình ảnh này chính là khoảnh khắc Jennie ngồi tạo dáng bên ban công. Dù cô nàng khoe khéo được đôi chân thon thả nuột nà, song những khoảnh khắc này vẫn khiến nhiều người xỉu lên xỉu xuống vì nữ idol trông quá đỗi sexy. Thậm chí dân tình được fan hú hồn. Vẫn biết Jennie quyến rũ xưa nay nhưng trang phục kín trên hở dưới, cách tạo dáng sexy vẫn làm nhiều fan phải bất ngờ. MLD bị tòa án yêu cầu bồi thường cho Daisy, cựu thành viên của Momoland. Đã gần một năm kể từ khi bùng nổ những lùm xùm liên quan đến show sống còn Finding Momoland, nhiều người hâm mộ vẫn đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo từ vụ tranh chấp thao túng này. Mới đây, tòa án quận trung tâm Seoul đã yêu cầu MLD Entertainment phải bồi thường một khoản tiền lớn cho Daisy, cựu thành viên của Momoland. Ngày 10 tháng 10 vừa qua, vụ kiện của Daisy với công ty MLD cuối cùng cũng được đưa ra phán quyết. Cụ thể, tòa án quận trung tâm Seoul tuyên bố, công ty quản lý MLD cần trả 79,26 triệu won, tương đương khoảng 1,5 tỷ đồng trong vụ kiện của Daisy. Trước thông tin này, nhiều người hâm mộ mừng rỡ thay cho nữ idol vì cô nàng đã không còn gánh trên vai khoản nợ lớn nữa. Vào năm 2016, Daisy đã tham gia một show tuyển chọn do MLD tổ chức được phát sóng trên Mnet. Thời điểm này, nữ idol không được chọn, nhưng phía công ty lại hứa sẽ cho cô ra mắt cùng Momoland. Thậm chí tổ sản xuất chương trình đã dặn trước rằng cô đừng lo về việc bị loại. Chúng tôi có kế hoạch cả rồi. Sau khi album đầu tiên phát hành, cô sẽ tham gia từ album thứ hai. Tuy nhiên, sau khi được đưa vào nhóm, Daisy lại bị bắt phải chi trả một khoản tiền nằm trong chi phí sản xuất cuộc tuyển chọn trên. Khi biết được thông tin này, Daisy đã lên tiếng phản bác với công ty. Cô cho biết, thật không công bằng khi chúng tôi phải thanh toán các khoản chi phí sản xuất chương trình từ tháng 4 năm 2016, 5 tháng trước khi ký hợp đồng. Thế nhưng phía MLD lại đáp trả rằng, trong hợp đồng đã yêu cầu thành viên phải trả 100% chi phí phát sinh trước khi debut, vậy nên không có vấn đề gì ở đây cả. Đây là thông lệ trong ngành giải trí rồi. Dù thế, theo phán quyết mới nhất của tòa án thì trừ trường hợp đặc biệt ra, các hợp đồng đều có hiệu lực kể từ ngày được ký giao kết. Ngoài ra, theo tòa án, ý nghĩa của từ trước debut trong hợp đồng cũng bắt đầu tính từ ngày được ký. Vì thế, không có gì chứng minh rằng đây là thông lệ của ngành giải trí. Những nhận định trên của tòa án quận trung tâm Seoul khiến người hâm mộ vô cùng hài lòng. Trước đó, tình trạng của Daisy khiến nhiều fan rất lo lắng, thậm chí mẹ của nữ idol còn nhiều lần bức xúc trên trang mạng xã hội khi con gái của mình bị đối xử bất công. Trước đó, vào tháng 3 năm 2017, đúng như lời hứa, MLD đã cho Daisy cùng một thành viên khác là Tha gia nhập nhóm với vị trí main rapper và main vocal. Thậm chí, đội hình này đã tạo nên bản hit Boom Boom và đưa tên tuổi của Momoland đến gần hơn với công chúng. Nhưng đến năm 2019, Daisy vướng vào scandal hẹn hò và cô được tuyên bố là tạm dừng hoạt động. Sau một thời gian ở ẩn, Daisy xuất hiện và tuyên bố về dự án tuyển chọn trước đó đều bị thao túng. Cô tiết lộ khi vừa mới vào nhóm, bản thân phải gánh số nợ lên đến 66 triệu won, tức khoảng 1,2 tỷ đồng. Sau đó, phía MLD còn đưa ra tuyên bố phủ định sự việc trên. Họ cho rằng, chúng tôi đề nghị với Daisy chuyện này và nhận được sự đồng ý từ cô ấy. Là một công ty quản lý, chúng tôi chỉ nỗ lực bổ sung các thành viên để hoàn thiện nhóm. Đến nay, người hâm mộ vẫn đang trông chờ vào những diễn biến tiếp theo từ phía công ty này. Ca sĩ người Mỹ gây phẫn nộ vì dùng hình ảnh đám tang của Jung Hyun Shinee để quảng bá cho sản phẩm của mình.
Người hâm mộ K-pop hiện đang vô cùng tức giận và yêu cầu một lời xin lỗi thích đáng từ Oliver Tree, ca sĩ nổi tiếng người Mỹ, vì sử dụng hình ảnh đám tang của nam nghệ sĩ quá cố Jong Hyun của SHINee để quảng bá cho chuyến lưu diễn trong quá khứ. Cụ thể, Oliver Tree đăng tải một bức ảnh đã qua chỉnh sửa của mình trên YouTube để quảng bá cho tour diễn Goodbye Farewell. Anh chàng cũng từng cho biết rằng mình rất thích K-pop, nhưng hành động của Oliver Tree bị chê trách là thiếu tôn trọng đối với người đã khuất. Đồng thời, anh còn cố ý né tránh và không tự nhận trách nhiệm cho trò đùa thiếu tinh tế này. Tuy nam ca sĩ người Mỹ đã xóa bài đăng nói trên sau khi nhận được phản ứng quá dữ dội từ người hâm mộ K-pop, tuy nhiên các fan hâm mộ vẫn muốn anh chàng đưa ra một lời xin lỗi tử tế dành cho cố nghệ sĩ Jong Hyun. Thành viên NCT 127 và ITZY ngã đau đớn trên sân khấu, fan vừa xót xa vừa tức giận trước sự vô trách nhiệm của staff. Ngày 10 tháng 10 vừa qua, sự kiện âm nhạc mang tên Ontak 2021 Gangnam Festival K-pop Concert đã diễn ra với dàn line-up bao gồm những cái tên như Rain, NCT 127, Breaker, ITZY, v.v. Hai MC dẫn dắt chương trình này là Lee Tuk của Super Junior và Tiffany của SNSD. Vì tình hình dịch bệnh vẫn chưa ổn định nên phía ban tổ chức đã tổ chức sự kiện này dưới hình thức trực tuyến. Ban đầu sự kiện diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi trời đổ mưa, lý do là bởi Gangnam Festival K-pop Concert được tổ chức tại sân thượng của tòa nhà COEX ở quận Gangnam, tức đây là một sân khấu không có mái che. Mưa ngày một lớn hơn nhưng các nghệ sĩ vẫn phải tiếp tục trình diễn trên sân khấu ngập nước và trơn trượt, và điều này đã dẫn đến những sự cố té ngã nguy hiểm của thành viên NCT và ITZY. Đến với sự kiện này, NCT 127 đã biểu diễn ca khúc chủ đề gần đây là Sticker, cũng như Be Shy Lemonade và bản hit 5 Kick It. Trong lúc đang biểu diễn Kick It, Jaehyun đã bị té ngã vì sàn sân khấu quá trơn trượt. Điều khiến fan lo lắng hơn cả chính là cú té ngã này trông khá đau đớn. Theo phản xạ của nam idol thì anh đã chống tay trái xuống đất, điều này có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên thì Jaehyun vẫn nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục biểu diễn như không hề có chuyện gì xảy ra. Sau đó trong màn trình diễn Lemonade, thành viên Doyoung cũng bị trượt chân ngã và chống tay xuống sàn. Mặc dù cú trượt ngã của Doyoung không được nhìn thấy trên bản ghi hình, nhưng một góc từ cam xa đã hé lộ khoảnh khắc này khiến các fan cũng lo lắng không kém. Chưa đến mức bị trượt ngã như Jaehyun và Doyoung, tuy nhiên thành viên Haechan cũng bị bắt gặp mất thăng bằng trong lúc trình diễn vì sân khấu quá nhiều nước. Ngoài ra thì Johnny cũng may mắn tránh để bản thân ngã xuống sàn khi diễn Kick It. Có thể nói vốn dĩ vũ đạo của NCT 127 đã rất phức tạp, thế nên việc phải trình diễn trong một điều kiện như vậy lại càng mang đến nhiều rủi ro hơn. Và không chỉ có NCT gặp sự cố sân khấu vì trời mưa trơn trượt, khi ITZY trình diễn, Lia cũng bị trượt chân ngã xuống sân khấu. Dù góc quay bị khuất, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy rằng dù cú ngã khá đau, nhưng Lia vẫn bình tĩnh nhanh chóng đứng lên diễn tiếp một cách rất chuyên nghiệp. Vẫn biết các idol K-pop vẫn phải biểu diễn dưới sự chuyên nghiệp ngay cả khi gặp điều kiện bất lợi. Thế nhưng nhiều người xem vẫn không khỏi lo lắng, thậm chí còn nín thở hồi hộp khi nhìn họ thực hiện vũ đạo trên một sàn sân khấu đầy nước. Rất may là không có idol nào gặp vấn đề nghiêm trọng, nhưng họ hoàn toàn có thể gặp chấn thương nặng hơn khi bị ngã đau đến như vậy. Các fan cho rằng sự kiện vẫn phải tiếp tục là điều không thể tránh khỏi. Nhưng lẽ ra phía ban tổ chức phải cử các staff lau khô sàn sân khấu trước mỗi màn trình diễn bắt đầu. Dù mặt sàn có thể không khô ngay được, nhưng ít ra vũng nước nguy hiểm sẽ không bị đọng lại quá nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knew 24 giờ. Hãy chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!